Xuân Trường. Cơ hội. Vào. Đây là cách để bắt đầu trận đấu, một bàn thắng chỉ sau một lần tấn công. Bàn thắng tuyệt vời và nó là kết quả đến từ sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội bóng. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Đó nên là một cơ hội. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Tăng tốc. Sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Vẫn còn nguy hiểm. Cuadrado đang tham gia tấn công. Ronaldo. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Tuấn Anh. Anh ta đang cày nát hàng thủ đối phương. Cản bóng tốt. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Ronaldo. Messi. Rất nhanh. Sút. Anh ấy đã đưa bóng lên khán đài. Ronaldo. Sóng gió đã nổi lên. Văn Đức. Jordi Alba. N'Golo Kanté. Tiến lên đi. Luka Modric. Jordi Alba. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Có cơ hội. Kanté. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Không. Trọng tài đã chính xác. Tôi cho rằng trọng tài nên đưa ra liền một lúc hai quyết định trong pha bóng này. Quyết định thứ nhất, cú đá penalty quá tốt. N'Golo Kanté. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Thủ môn đã bắt được bóng. Lại là penalty. Rất căng thẳng, nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Văn Toàn. Anh ấy có thể sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt.